Kính thưa quý vị khán giả, như chúng tôi đã đưa tin, hôm nay thứ Bảy 19 tháng 12, tại nhà thờ Thánh Linh đã tổ chức thánh lễ an táng cho danh hài Chí Tài và sau đó là lễ hỏa táng tại nhà hoàng Big Funeral Home. Có mặt từ sáng sớm, chúng tôi nhận thấy công việc chuẩn bị đã được bắt đầu. Ngoài nghệ sĩ Hoài Tâm, còn có nhiều người lớp phụ trang trí. Cali hôm nay trời hơi se lạnh buổi sáng, nhưng không vì thế có thể ngăn được lòng mến mộ đối với danh hài Chí Tài. 9:30, xe chở quan tài nghệ sĩ Chí Tài đến nơi, nhưng do công việc chuẩn bị chưa sẵn sàng, buộc lòng phải chờ chút nữa. Và đây cũng là dịp cho cơ quan truyền thông báo chí hay người hâm mộ có thể ghi nhận lại hình ảnh, có thể gọi là thoải mái nhất trước khi chương trình tang lễ được bắt đầu. Ngồi trong xe, duy chỉ có vợ anh, ca sĩ Phương Loan, mang chiếc tang trắng, khiến mọi người không khỏi xúc động khi nhìn thấy. 10 giờ, nghi lễ được bắt đầu với nghi thức rước quan tài. Trong phần tâm tình của Linh Mục Trần Cao Thượng, trước khi phát biểu, Ngài mời mọi người cùng nghe lại bài hát Nhỏ ơi với tiếng hát của danh hài Chí Tài. Chứng kiến bài hát này, không ai có thể không rung động khi mà bài hát này là kỷ niệm biết bao của vợ chồng anh. Lần đầu ta gặp nhỏ, trong nắng chiều bay bay, ngập ngừng ta hỏi nhỏ, nhỏ bảo nhỏ không tên. Ừ thì nhỏ không tên, bây giờ quen nhé nhỏ. Nhỏ ơi, lần này ta gặp nhỏ, trong nắng chiều bay bay, ngập ngừng ta hỏi nhỏ, nhỏ bảo nhỏ chưa yêu, ừ thì nhỏ chưa yêu, bây giờ yêu nhé nhỏ, nhỏ ơi. Lần này nhỏ quay đi, không thèm nhìn ta nữa, giọt sầu rơi một mình, chỉ còn ta một mình, nhỏ ơi. Còn gì đâu hỡi nhỏ, trong nắng chiều phôi phai, kỷ niệm ta cùng nhỏ, giờ chỉ là hư vô. Ừ thì là hư vô, xa rồi vẫn nhớ hoài, nhỏ ơi. Tình cờ ta gặp nhỏ, trong nắng vàng ban mai, thẹn thùng ta hỏi nhỏ, nhỏ bảo khờ ghê đi. Ừ thì khờ ghê đi, thương rồi sao chẳng hiểu, nhỏ ơi. Và nghi thức tôn giáo vẫn tiếp diễn do Đức cha Nguyễn Thái Thành, giám mục phụ tá giáo phận Orange đảm nhiệm. Đây là một món quà lớn nhất mà chị Phương Loan dâng cho Chúa hài lòng năm nay. Chị đã dâng cho Chúa người chồng mà chị yêu quý nhất. Anh Chí Tài quý mến, cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn anh đã cho mọi người những tiếng cười rộn rã. Anh ra đi nhưng để lại trong lòng khán giả mỗi người những ấn tượng, những hình ảnh rất là đẹp về anh. Tất cả mọi người chúng ta, tôi cũng vậy, ai cũng phải từ giả cuộc đời này để về với Chúa và xin Chúa đón anh vào thiên đàng.
với cánh tay rộng lớn nhờ công nghiệp của Hài Nhi Giê-xu chúng ta. Trước khi thánh lễ kết thúc, đại diện gia đình nhạc sĩ Chí Thiện là anh ruột của nghệ sĩ Chí Tài nói là cảm ơn đến mọi người từ khắp nơi đã quan tâm theo dõi an ủi gia đình trong thời gian qua, và đặc biệt là chia sẻ niềm đau mất mát đến vợ của nghệ sĩ Chí Tài, ca sĩ Phương Loan. Nghệ sĩ Chí Tài về với gia đình tại Bắc Kinh một cách hoàn hảo. Xin đặc biệt cảm ơn đến nghệ sĩ Hoài Tâm, nghệ sĩ Hoài Hương, Ngài Phương cùng anh chị em nghệ sĩ và thân hữu đã làm việc không quản ngại ngày đêm ra sức giúp đỡ gia đình chúng tôi trong việc chuẩn bị và tổ chức lễ an táng cho nghệ sĩ Chí Tài tại Hoa Kỳ. Ngay trong giờ phút nhận được tin anh Chí Tài đã đi, cuộc đời cho ta trăm lý do để khóc. Tại sao không cho đời ngàn lý do để cười? Tôi xin lỗi. Xin được mượn lời anh Nguyễn Phú, người đã viết hai câu thơ đầy trên trực tang của gia đình, để nói lên con người và quan niệm sống của nghệ sĩ Chí Tài, người đã mang nụ cười và niềm vui đến cho cuộc đời, cho mọi người. Bao nhiêu năm qua trên sân khấu, nhưng cung đàn đức nghiệp, mệnh tài tiếc thương, em con đã ra đi, nhưng chắc chắn sẽ mãn nguyện vì tình thương mà mọi người dành cho mình. Từ trên cao phía, Chí Tài đang mỉm cười hài lòng với những gì mình đã làm, để hãnh diện thưa với Chúa rằng: Lạy Chúa, con đây, xin nắm lấy tay con, nếu nào Chúa trao cho con đã làm lợi thêm nắng nữa. Cùng thời gian này, lại có chuyện thiếu tế nhị bên ngoài giữa anh phóng viên và người làm bảo vệ, chỉ vì anh cảm thấy anh bị cản trở khi anh tác nghiệp. May thay, mọi chuyện cũng được sắp xếp ổn thỏa. Và giờ di quan đã đến, theo sau các cha là gia đình thân nhân của anh. Và đây cũng là lúc bao nhiêu ánh mắt dõi theo từng bước lặng lẽ khi cổ quan tài cũng như bước chân nặng trĩu của vợ anh. Lần đầu ta gặp nhỏ, trong nắng chiều bay bay, ngập ngừng ta hỏi nhỏ, nhỏ bảo nhỏ không tên. Ừ thì nhỏ không tên, bây giờ quen nhé nhỏ, nhỏ ơi. Lần này ta gặp nhỏ, trong nắng chiều bay bay, ngập ngừng ta hỏi nhỏ, nhỏ bảo nhỏ chưa yêu. Ừ thì nhỏ chưa yêu, bây giờ yêu nhé nhỏ, nhỏ ơi. Lần này nhỏ quay đi, không thèm nhìn ta nữa, giọt sầu rơi một mình, chỉ còn ta một mình, nhỏ ơi. Còn gì đâu hỡi nhỏ, trong nắng chiều phôi phai, kỷ niệm ta cùng nhỏ, giờ chỉ là hư vô. Ừ thì là hư vô, xa rồi vẫn nhớ hoài, nhỏ ơi. Tình cờ ta gặp nhỏ, trong nắng vàng ban mai, thẹn thùng ta hỏi nhỏ, nhỏ bảo khờ ghê đi. Ừ thì khờ ghê đi, thương rồi sao chẳng hiểu, nhỏ ơi. Giờ trưa, xe đưa linh cữu nghệ sĩ Chí Tài đã đến nhà hoàng. Trước khi hỏa táng, gia đình cũng dành riêng cho anh một góc tâm tình.
Mọi người nóng lòng muốn được nhìn, nhưng chẳng có cách nào hơn. 12:40, cổ quan tài được đưa ra nhà hỏa táng. Mọi người đứng thành hàng dọc hai bên, như lần nữa nghiêng mình vĩnh biệt anh. Và trước khi chạm tay lên quan tài, nói lời vĩnh biệt với anh, chúng tôi xin mượn bài thơ của nghệ sĩ Hoài Linh viết tặng nghệ sĩ Chí Tài ngày 18/12. Bước chân phiêu bạc đã mỏi rồi, anh ơi nằm xuống nghỉ ngơi thôi. Trời trả anh về với nước Chúa, chỉ giữ nụ cười anh trên môi. 20 mấy năm nghĩa đệ huynh, em xin giữ lại những bóng hình, giữ lại cho mình niềm ký ức, giữ lại trong tim những chân tình. Từ nay chẳng nghe tiếng thị phi, gạt bỏ ưu phiền những sân si, chẳng còn nhìn cảnh đời đen bạc, chẳng phải nghe tiếng bất tiếng chì. Kiếp người anh trọn chốn hồng trần, kiếp tầm anh trọn với ân nhân. Thanh thản mỉm cười an nhiên nhé, ngủ giấc thật sâu giấc thiên thần. Kiếp người anh trọn chốn hồng trần, kiếp tầm anh trọn với ân nhân. Thanh thản mỉm cười an nhiên nhé, ngủ giấc thật sâu giấc thiên thần. Tay say goodbye cho em, left hand. Xin được anh Chí Tài. Xin được anh. Bye my brother. Till we meet again. Cánh cửa đã đóng lại, đây là lần lời chót mình sẽ gặp anh Tài. Mà mình sẽ gặp lại mà. Anh em mình có duyên mình sẽ gặp nhau.